tiếp theo tập trước triệu tiểu thiên nghe câu hỏi xong thì trở nên ngây ngốc xảy ra chuyện gì vậy mình lại xuyên không quay về nữa rồi sao triệu tiểu thiên toàn thân bỗng chốc run rẩy sau đó toàn bộ hiện trường trở nên im lặng triệu tiểu thiên nói với ân trọng ân tiền bối nơi này oán khí dày đặc đủ để hiện thế ngưng tụ ra tu la thực thể ân trọng nhớ lại xem ra phía dưới đã từng xảy ra chuyện gì đó xuống đó xem thử thế nào lúc này tuyết dực tinh nha thú lại hỏi muốn ra ngoài rồi sao nếu như vượt quá thời gian trả lời câu hỏi cũng xem như thất bại đó Triệu Tiểu Thiên nghe xong thì trả lời, "Ừm, cái này sao? Là người?" Lời này nói ra làm cho Tuyết Dực Tinh nha thú giật mình kinh hãi. Bên này, Trương Lâm Tử nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Thiên, "Tiểu Hữu, sai rồi người đi bằng hai chân mà." Triệu Tiểu Thiên giải thích, "Sáng chưa tối trong câu hỏi, đó chính là chỉ em bé, người trưởng thành và lúc già của con người, em bé bỏ bốn chân, người trưởng thành thường đi bằng hai chân, người già phải đi bằng gậy, cái gậy đó chính là cái chân thứ ba." Trương Lâm Tử lú này cũng phải khen ngợi, thì ra là như vậy, không ngờ đệ tử của Tiêu giao môn không chỉ thực lực siêu quần, IQ cũng hạng một, ta ngộ rồi. Tuyết Sực Tinh Nha thú gào mùm lên, xem như người may mắn, nhưng câu hỏi tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ không trả lời được đâu. Triệu Tiểu Thiên khiên tốn nói, ừm, ta biết còn có câu khó, tiếp đi. Tuyết Sực Tinh Nha thú lại ra rẻ nói, nghe kỹ đây trên thế gian này có thứ gì, có thể dễ dàng giết chết vạn vật thương sinh trong thiên hạ, nhỏ thì chim bay cá nhảy, rắn côn trùng chuột kiến, lớn thì người trong long phượng, vương hầu quý tộc, thậm chí đến ngay cả thần binh tuyệt thế cũng bị cắn nát, đến cả tường thành sắt thép cao trăm trượng cũng không làm được gì trương lâm tử gào mồm lên trên thế gian thật sự có quái vật như vậy sao triệu tiểu thiên ngay lập tức trả lời là thời gian câu trả lời này chính là làm cho cả tuyết dực tinh nha thú và trương lâm tử giật mình kinh ngạc cái gì sau đó lại quay sang gào mồm lên với tuyết dực tinh nha thú này ngươi ra cậu hỏi thì ngươi ngạc nhiên cái gì tuyết dực tinh nha thú hỏi lại ngươi nói là thời gian vậy lý do là gì triệu tiểu thiên trả lời tuyết dực tinh nha ngươi nên biết rõ chứ không có vương quốc nào có thể là mãi mãi không có vị đế vương nào là trường sinh vạn vật trong thiên hạ cho dù là sinh linh hay là tử vật, đều không trải qua sự ăn mòn của thời gian, ta nói có sai không?" Lời này nói ra, làm cho Tuyết Dực Tinh Nha thú không thể phản bác, mắt của nó sáng lên, lại nhớ về những chuyện trước kia, nhớ về quãng thời gian trước khi vương quốc vẫn còn tồn tại, nó nhớ về vị hoàng đế, nó nhớ về thời gian vẫn còn làm tọa kỵ cho hoàng gia, sau một hồi im lặng, hai hàng nước mắt cũng tràn ra. Tuyết Dực Tinh Nha thú xác nhận, không sai, ngươi đoán đúng rồi tiểu tử, chúc mừng các ngươi, các ngươi còn thiếu một câu nữa thì có thể lấy được kho báu của vương. Trương Lâm tử run rẩy thầm nghĩ: còn một câu thì có thể lấy được kho báu của cửu giang vương sao ta mai phục ở mạc bắc đã 20 năm từ tiểu ma tử thành lão ma tử không phải là vì kho báu này sao bây giờ chỉ cần lấy được kho báu ta có thể rời khỏi mạc bắc và về nhà trương lâm tử bỗng nhiên trở nên kích động hắn run rẩy thầm nghĩ tiểu hữu ta bên này triệu tiểu thiên cũng gào mùng lên tỏ ra hưng phấn nhanh ra để đi ta háo hức lắm rồi đột nhiên bên phía cánh cửa phát sinh ra một đạo thanh quang sau đó một dòng linh lực phóng thẳng về phía đám người triệu tiểu thiên hai người triệu tiểu thiên và trương lâm tử cùng nhau quay người lại sau đó luồng linh lực đánh thẳng xuống đất khói bụi bay mù mịt sau đó cả đám ngơ ngác hỏi nhau là ai tập kích sao không đúng khi tức này là là tiểu sư tỷ là giọng nói của tiểu thiên là ta là ta không gian lôi bạo này đau quá thanh nhi tức giận thầm nghĩ sư đệ thối để bổn sư tỷ mạo hiểm lớn như vậy đến cứu ngươi ngươi làm thế nào mà đền cho ta đây sau đó thanh nhi gào mồm lên sao lại có một đại gia hỏa này nữa xấu quá tuyết sực tinh nha thú thấy mình bị chê thì gào mồm lên phản ứng này ngươi có biết về đẹp là gì không hả bổn soái như vậy mà xấu ư ân trọng lúc này lên tiếng đây không phải là ngự thú bên cạnh của cửu giang vương trước khi còn sống sao tuyết dực tinh nha thú tinh nha thú vui vẻ khen ngợi vẫn là lão sư ca này hiểu biết hơn không sai bổn soái chính là tuyết dực tinh nha thú ân trọng thẩm nghĩ truyền thuyết ba con ngự thú hộ quốc của cửu giang vương đã chết trong chiến đấu rồi không ngờ con tuyết dực tinh nha thú này vẫn còn sống ư bên này tuyết dực tinh nha thú cũng nghĩ mấy người này mặc dù đến trước cửa nhưng mà bọn họ vẫn còn thời gian hành động có lẽ không phải người cùng một đường sau đó tuyết dực tinh nha thú nhoẻn miệng cười rồi nghĩ thế thì dễ làm rồi nó bắt đầu dở giọng ôn hòa nói tiểu mỹ nữ tiểu soái ca còn có các lão soái ca bổn soái có thể đưa kho báu cho các ngươi nhưng mà các ngươi sẽ phân chia tài sản này như thế nào triệu tiểu thiên trả lời chúng ta đã thương lượng trước với ân tiền bối đợi sau khi lấy được sẽ chia 5 năm thanh nhi bên cạnh gật đầu xác nhận tuyết dực tinh nha thú lại hỏi ân trọng lão soái ca cũng nghĩ như vậy sao ân trọng gào mồm lên đừng có gọi ta là lão soái ca ta già làm sao còn nữa ngươi đừng hòng chia rẽ bọn ta tuyết dực tinh nha thú nghiêm túc nói vậy nếu như đây là câu hỏi cuối cùng thì sao bây giờ trước mặt các người có hai quang cầu nếu như các ngươi đồng ý chia đều kho báu thì lấy quả cầu trắng bên cạnh để trên tay nếu như không muốn chia đều muốn độc chiếm tài sản thì đem quả cầu đen để lên trên tay trước khi công bố kết quả mỗi người các ngươi chỉ có thể nhìn thấy quả cầu phía trước của người khác là màu trắng vì thế không cần lo lắng bị người khác thấy được suy nghĩ triệu tiểu thiên lại hỏi sau đó thì sao chỉ cần lựa chọn quang cầu là được đúng không tuyết sực tinh nha thú trả lời đương nhiên không phải nếu như các ngươi đều đồng ý chia đều vậy thì ta sẽ đem kho báu của bệ hạ giao ra và chia đều cho các ngươi nếu như có một bên lựa chọn độc chiếm vậy thì kho báu sẽ thuộc về tất cả người độc chiếm đồng thời ta sẽ ăn người lựa chọn chia đều nếu như toàn bộ đều lựa chọn độc chiếm thì thành tích xem như bị bỏ đi thanh nhi lại hỏi vậy chỉ cần toàn bộ lựa chọn chia đều là được rồi đúng không triệu tiểu thiên lại truyền âm cho thanh nhi tiểu sư tỷ e là chúng ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi ân tiền bối chỉ mới gặp chúng ta hắn nói là thật hay giả cũng chưa biết được mà trương ma tử có khả năng sẽ độc chiếm của cải con người đều tham lam lựa chọn cầu đen sẽ an toàn hơn thanh nhi ngây ngốc hỏi thế không còn có cách khác sao bên này huyết dực tinh nha thú lại nói chọn đi để ta xem con người 300 năm sau sẽ lựa chọn con đường nào sau đó huyết dực tinh nha thú quay sang và nói xem ra đã có người có đáp án rồi lời này nói ra làm cho triệu tiểu thiên và thanh nhi đều phải quay lại nhìn chỉ thấy trên tay ân trọng đã cầm một quả cầu màu đen nhìn thấy quả cầu này triệu tiểu thiên vội nói ân tiền bối ân trọng lại nói các tên nhóc, các ngươi vẫn còn trẻ, sau này gặp phải chuyện lựa chọn như vậy còn có rất nhiều, tuyệt đối đừng để người khác chơi xỏ. ân trọng làm một ngụm rượu rồi nói, mặc dù mình vì kho báu lần này mà tốn không ít khổ tâm và rượu ngon, nhưng ai bảo tư giao muôn có ơn với mình chứ? kho báu này ta méo cần nữa. nghĩ xong lập tức mạnh dạn ném vừa quả cầu màu đen xuống. nhìn thấy cảnh này, cả triệu tiểu thiên và thanh nhi cũng như tinh nha thú cũng phải giật mình. cái gì vậy? bên này tiếng rơi vỡ lại tiếp tục vang lên. hai người triệu tiểu thiên và thanh nhi cũng phải giật mình. trương lâm tử nói với triệu tiểu thiên tiểu hữu mạng của tiểu ma tử là do ngươi cứu không nên lấy của cải này mới đúng hắn khóc lóc nhưng mà ta thật sự rất muốn chọn độc chiếm tiền của này ngươi hãy thay khất bang bọn ta nhận lấy đi thanh nhi thẩm nghĩ tên ăn mày thối muốn đâm sau lưng mà còn nói quang minh chính đại như vậy sao lúc này thanh nhi lên tiếng gọi tiểu thiên triệu tiểu thiên ừm một tiếng tuyết sực tinh nhà thù nói hai người bỏ quyền vậy lựa chọn của các ngươi là sau đó nó nhìn thấy triệu tiểu thiên và thanh nhi đưa quả cầu trắng lên nó ngạc nhiên nói thì ra là như vậy đây chính là đáp án của các ngươi bản soái vất và chờ đợi lựa chọn của 300 năm thế rồi nó gào mồm lên thật to chính là như vậy sao lời này nói ra làm cho triệu tiểu thiên và thanh nhi méo hiểu chuyện gì chuyển cảnh phía bên đám người mặc ưng bảo cảnh tượng vô cùng hỗn loạn khắp nơi lửa cháy bừng bừng sau đó thì những ngọn lửa liên tiếp đánh xuống tạo thành những cái hố sau hóm ai cũng bị dọa sợ hết cả khắp nơi là những kẻ chạy loạn tìm đường thoát thân kha bạch mi liên tiếng nói không ngờ ngươi cũng tới rồi ô nha đại nhân lúc này ô nha cũng xuất hiện phía sau lưng kha bạch mi Ô Nha lên tiếng, xem ra ban đầu quyết định giữ lại ngươi là đúng rồi. Tên bang chủ Phi Sa bang gào mồm lên, này hắn không phải là thợ sửa khóa trước đây chúng ta đã mời sao? Cái tên Hắc Phong phái bên cạnh lại chửi, đồ ngu, hắn là tên giả mạo, ngươi không nhìn ra sao? Nhìn thấy Ô Nha đang đứng cạnh Kha Bạch Mi, hai đứa lại bàn tán với nhau, hắn đang làm cái gì vậy? Khí tức không lành cho lắm. Vừa nói xong, Ô Nha đã thiên chỉnh công pháp, những luồng lôi điện màu đen đỏ không ngừng phát ra trên thân thể hắn. Tên Phi sang bang gào mồm lên, kia là, tên Hắc Phong phái cũng gào lên là tai ách thể trong truyền thuyết, lời này nói ra làm cho tên Phi Sa bang phải nổi hết cả da gà. Ngươi nói cái gì? Còn không nhanh ngăn hắn lại. Nói xong cả hai đứa cùng nhau xông lên. Sau đó, tất cả đồng loạt thi triển chiêu thức, một đám đánh một đứa. Khi tất cả đám người cùng nhau xông lên thì bóng hình Ô Nha đột nhiên biến mất. Sau khi thân ảnh của Ô Nha một lần nữa hiện ra, là lúc đám người kia đã bị đánh trúng. Xi zo vang tung tóe, cả đám thổ huyết ra ngoài rồi gào mùm lên với nhau. Chính là cái hấp thu tai cách kia sao? Á à, a à, hắn mạnh thật, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn lúc này có mấy bóng người đã vọt lên phía trên tên phi sang bang được đón lấy thì lớn tiếng nói bang chủ kiều thần sơn nói với hắn các ngươi đi trị thương trước ở đây giao lại cho chúng ta sau đó thì đám người chữ huấn hổ thái chấm chỉ cũng đã xuất hiện bên cạnh lúc này kha bạch mi đứng quan sát tình hình rồi nói thiếu một chút nữa thôi thế rồi hắn liếc mắt nhìn lại cảnh tượng trước mắt hắn làm cho hắn có chút bất ngờ bên này ba người thái chấm chỉ kiều thần sơn chữ huấn hổ đã vây lấy ô nha ô nha chế diễu chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn ta sao thai chấm chỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hửng lên một tiếng hửng hoa văn kia lúc này những làn khí màu tím đen không ngừng xuất hiện trên cơ thể ở trên cánh tay của hắn còn in hình hoa văn nguyên một đám nhìn thấy hoa văn này thì cả kinh hét lên trường dạ trường dạ hiện thế rồi người nào gặp cũng giết giết nói rồi cả đám lại vận linh lực của mình lên thi triển công pháp sau đó thì trực tiếp đánh vào người ô nha bằng những đòn mạnh nhất bên này ô nha nhếch mép cười rồi nói tai ách giáng lâm tần thứ nhất lập tức những lưỡi dìu to nặng trên trần nhà rớt xuống ngay lập tức đã có kẻ mất mạng có kẻ nhanh chân nhảy ra ngoài tránh né thái chấm chỉ gào mùm lên với đồng bọn này chờ đã đừng lại gần hắn cẩn thận trở nên bất hạnh đấy đúng là thể chất đáng sợ e là đến ngay cả cường giả võ hoàng đến rồi cũng không làm được gì hắn ở phía lối vào có tiếng bước chân chuyển đến thái chấm chỉ quay lại hỏi ai nhìn vào đội hình mặt toàn đồ đỏ thế này thì đúng là người giữ lăng sa hải sao cứ phải là vào lúc này chứ lúc này một thanh kiếm chĩa về phía đám người bên trong sau đó toàn bộ những thành viên của đội giữ lăng sa hải đã cùng nhau rút kiếm lũ người ở bên trong bàn tán với nhau người giữ lăng của sa hải đến rồi là đến báo thù ư nhanh ngăn họ lại đi vừa nói xong thì đội quân giữ lăng sa hải đã rầm rập kéo tới đám người bên trong nhìn thấy cũng đồng thanh hô giết giết những tiếng la hét thảm thiết a a a a a không ngừng vang lên bản sơn liếc mắt nhìn bọn này rồi nói chỉ có chút bản lĩnh này còn học người khác đào mộ sao sau đó thì tặng cho mỗi tên một đấm đứa thì bị đấm vào bụng đứa bị đấm vào sườn đứa thì nặng hơn bị ăn một đấm vào mặt đậu mé ông nội ngươi sau đó thì lạnh giọng nói ở đây không phải là nơi để cá tạp đến muốn sống thì cút về quê đi sau đó bản sơn nói với sa hải trưởng lão tên nam tử mặc áo đen kia bị phóng thích tai ếch thể rồi lẽ nào không sợ trúc họa vào thân sao e là hắn đang ngưng kết từ khí rồi bản sơn hoảng hốt cái gì từ khí sa hà trưởng lão giải thích không sai hấp thu tai ếch thì khiến nhiều người chết hơn từ đó ngưng tụ ra càng nhiều từ khí vậy thì mục đích của hắn là bên này hai mắt của ô nha đã đỏ rực nhìn vô cùng đáng sợ lúc này thấy nhã sa lao đến thì ô nha khẽ nắm tay một cái những luồng xích quang không ngừng đánh vào cô ta nhã xa kinh hoàng cái gì sương mù đen kia lại để vết thương ác hóa sa hải nhìn thấy thì lớn tiếng nói nhã xa ở đây giao lại cho ta và bản sơn người hãy đi làm chuyện mà người giữ lăng chúng ta nên làm đi nghe xong nhã xa lập tức nghe lời vâng trưởng lão bên này đám người kiều thần sơn và chữ huấn hổ cũng ngây ngốc đứng nhìn chữ huấn hổ hỏi này họ kiều kia đám thành viên của người giữ lăng này cứ thả đi mà không giết chặn chúng ta làm cái gì kiều thần sơn ấp úng nói đây ta cũng bên này nhã sa đã lạnh giọng trả lời đừng hiểu lầm chức trách của người giữ lăng chỉ có một đó chính là bảo vệ an ninh ở nơi này nói rồi liền chống cây kiếm của mình xuống đất nhìn thấy cảnh này cả hai người kiều thần sơn và chữ huấn hổ giật mình kinh hãi nói đây là hồng nguyệt sát trận của sa vân quốc lẽ nào nói các ngươi mới là hậu duệ của sa vân quốc thật sự ư bên này hai người sa hà và bản sơn đang không ngừng công kích ô nha ô nha chỉ lui về sau tránh né sau đó thì nói thì ra các ngươi là người của sa vân quốc chả trách các ngươi giữ ở đây không cho ai lại gần là muốn một ngày nào đó lấy được tài sản của hạ quốc đúng không sa hà tức giận gào lên chúng ta ở đây giữ cái gì thì không liên quan đến ngươi bản sơn thì nghĩ đáng ghét chỉ cần lấy lại chìa khóa có thể chặn lại ác hóa rồi nhưng mà chìa khóa đâu từ trên bàn tay của ô nha lúc này từ khí không ngừng phát ra hắn nói chúng ta vốn dĩ có thể làm bạn đáng tiếc nhìn thấy cảnh này sa hà hét lớn cẩn thận lúc này một con chim màu tím xuất hiện đây chính là tai ách dáng lâm tầng ba sa hà kinh hoàng nói lớn chim thần vận rủi do trời giáng xuống lời tiên tri của tộc trưởng lại ứng toang rồi bạo quân kia muốn lúc này tầng hầm vương cung tuyết dực tinh nha thú nói không ngờ đáp án mà bản soái đợi 300 năm lại là như vậy các ngươi thông qua thử thách thanh nhi vội hỏi thật sao sau đó cả hai đứa vui vẻ mà ôm lấy nhau ie ie triệu tiểu thiên thì lo lắng đến tụt huyết áp vừa nãy dọa chết ta rồi còn tưởng là bị ăn nữa rồi chứ tuyết dực tinh nha thú thẩm nghĩ, ta đã vất vả chờ đợi ở đây 300 năm có không ít người đến nơi này lại không có ai giống như họ sức mạnh và trí tuệ sáp nhập còn tin tưởng lẫn nhau xem ra sứ mệnh của ta hôm nay cuối cùng cũng xem như hoàn thành cử giang vương bệ hạ người mà ngài đợi đã xuất hiện rồi giống như tâm nguyện trước khi ngài còn sống ta sẽ dẫn bọn họ đi vào kho báu kéo thừa kho báu mà ngài để lại tuyết dực tinh nha thú lại hỏi các ngươi đã từng lấy được chìa khóa của kho báu bệ hạ sao đúng lúc này có một dòng chất lỏng màu tím chảy xuống bên này ân trọng lấy ra chìa khóa tuyết dực tinh nha thu gật gù khen ngợi tốt tốt vậy thì các ngươi hãy mở to mắt ra nhìn kỹ đây tiếp theo sẽ hiện ra trước mặt của các ngươi là thứ vĩ đại nhất của sa vân vương quốc ta nhưng đột nhiên mắt của tuyết dực tinh nha thú hiện lên những tia máu toàn thân nó run rẩy nói bệ hạ tại sao người bọn họ không phải đã thanh nhi hỏi triệu tiểu thiên tiểu thiên ngươi có cảm thấy bộ dạng của đại soái hổ lạ không hắn đang nói chuyện với ai vậy triệu tiểu thiên cũng giật mình lẽ nào là cửu giang vương thanh nhi lại hỏi nhưng không phải hắn đã chết rồi sao người chết cũng có thể nói chuyện sao trương lâm tử nhìn thấy cảnh này thì toàn thân run rẩy má ơi đây rốt cuộc là quái vật gì vậy bên này biểu hiện của tuyết dực tinh nha thú vô cùng đáng sợ toàn thân nó có những luồng lôi điện đen đỏ phát ra Triệu Tiểu Thiên ngây ngốc hỏi, Đại Soái Hổ. Lúc này, Tuyết Dực Tinh nha thú gần giọng nói, người nào làm phiền giấc ngủ dài của cửu giang vương, chết cho ta. Nói xong thì từ trong miệng phun ra một luồng từ khí màu đen. Luồng từ khí màu đen này, âm ầm lao lớn, nó đi đến đâu, đất đá bị cào nát đến đấy. rất nhanh. Luồng từ khí này đã tiến đến gần Triệu Tiểu Thiên và Thanh Nhi. Lúc này, bỗng nhiên Ân Trọng xuất hiện, phun một ngụm rượu ra để ngăn chặn từ khí. Triệu Tiểu Thiên tròn mắt ngạc nhiên, cái gì thế? Còn Thanh Nhi cũng hốt hoảng gọi, Ân tiền bối ân trọng lúc này đã toát hết cả mồ hôi chân cũng run rẩy lúc này rượu không ngừng phóng ra tạo thành một cái cột nước bắn thẳng vào người huyết dực tinh nha thu triệu tiểu thiên lớn tiếng hỏi ân tiền bối người đây là thủ đoạn gì vậy ta chưa bao giờ thấy qua lợi hại thật ân trọng gào mồm lên lợi hại cái rắm nhanh đi thôi rượu ngon của ta không chịu được sự lãng phí này nữa đâu sau đó thì cùng nhau bỏ chạy hai tên nhóc các ngươi hãy nhanh nghĩ cách chế phục đám xúc sinh này đi triệu tiểu thiên thầm nghĩ rõ ràng là bản thân lợi hại như vậy nhưng lại để chúng ta ra tay triệu tiểu thiên phân tích tình hình đại soái hổ nhìn giống như bị người khống chế chúng ta phải đánh thức nó nhưng ân trọng lại không đồng ý cái gì mà đánh thức nó chính là thủ vệ do cửu giang vương phái đến chấn thủ kho báu này ta nói này tiểu thiên không lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng muốn kết bạn với nó đó chứ triệu tiểu thiên im lặng một hồi sau đó thì ngây ngốc gãi gãi lên mặt ân trọng gào mồm lên ngươi tính làm thật sao đúng lúc này thì huyết dực tinh nha thú lại đánh xuống hai người vội vàng né tránh ân trọng nghiêm giọng nói tiểu thiên nghe cho kỹ đây bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là từ bỏ bỏ trốn hoặc là nhất định phải trừ khử tuyết dực tinh nha triệu tiểu thiên nhìn con yêu thú rồi nói nhất định phải trừ khử tuyết dực tinh nha sao sau đó lại chỉ tay vào nó và nói nhưng mà nhìn hắn cũng thấy tội mà ân trọng tức đến gào mùm lên tội cái đầu người đó lúc này tuyết dực tinh nha thú lại muốn xông lên thanh nhi đã đứng trước mặt nó nhìn thấy cảnh này triệu tiểu thiên và ân trọng cũng phải ngạc nhiên thanh nhi nói với triệu tiểu thiên tiểu thiên sư đệ tiếp theo hãy xem bản tiểu thư đây nói rồi liền bắt một cái pháp quyết sau đó chỉ hai ngón tay ra lúc này một thanh kiếm bằng linh lực đã xuất hiện trên tay triệu tiểu thiên tròn mắt ngạc nhiên đây là ân trọng thì nói không ngờ chiêu này của khương lam nha đầu đều dạy cho con nhóc đó rồi bên này toàn thân thanh nhi run lên lẩy bẩy cô ta thầm nghĩ duy trì chiêu này cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực tiểu thiên ngươi có đang xem không triệu tiểu thiên chỉ tay vào huyết dực tinh nha thú rồi nói với ân trọng a à, hắn lại đang gãi ngứa thanh nhi gào mồm lên các ngươi đang nhìn cái gì vậy hả sau đó lại nghĩ sức hấp dẫn của bản sư tỷ lại không bằng một con hồ sao không can tâm hủy diệt đi bởi vì phẫn nộ nên uy lực mở rộng gấp 10 lần. Thanh Nhi lao đến và chém cho huyết sực tinh nha thú một phát. Triệu Tiểu Thiên nhìn thấy thì giật bắn mình gào mồm lên. Tuyết sực tinh nha, ân trọng thì nghĩ, con nhóc này đúng là rất quả quyết, đúng là thiên tài. Bên này, Tuyết sực tinh nha thú đã bị đánh cho cắm đầu vào bức tường. Triệu Tiểu Thiên khen ngợi, tiểu sư tỷ, ngươi từ lúc nào lại lợi hại như vậy? Nhưng mà Thanh Nhi lại giận dỗi quay đi. Ân trọng lại làm một ngụm rượu và khen ngợi, làm tốt lắm, nhóc, tuổi còn nhỏ đã có tâm tính như vậy, xem ra sau này ngươi sẽ rất có tiền đồ ít nhất cũng mạnh hơn sư phụ của ngươi. Thanh nhi tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, ân tiền bối quen với sư phụ của ta sao?" Ân Trọng lại tiếp tục uống rượu và nói: "Cái này sao?" Thanh nhi tức đến cạn lời, sau đó thì giận dỗi nói: "Tử quỷ tiền bối nói một nửa thì uống rượu, hôm nào đó ta sẽ nhân lúc ngươi uống rượu ngủ quên, đem hồ lô rượu đâm thủng mới được." Ân Trọng giật mình hoảng hốt: "Thế thì không được đâu, hồ lô này mà bị thủng ta sẽ cho ngập cả núi tiêu ra đấy, thật sự không giấu gì, càn khôn trong rượu to lắm đấy, nếu như đã trừ khử được thủ vệ chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi xem của cải khác đi đúng lúc mấy người chuẩn bị rời đi thì trương lâm tử quay lại nhìn tuyết dực tinh nha thú trương lâm tử nhìn thấy mà cả kinh dám hết cả mặt hắn gào mồm lên không hay tuyết dực tinh nha vẫn còn sống thanh nhi tức giận nói lớn lão hổ thổi âm hồn bất tán hôm nay ta phải hàng phục nó mới được sau đó lại nhận ra vấn đề nguy rồi chiêu vừa nãy tiêu hao quá nhiều linh lực xuất hiện sự thiếu hụt trong khoảng thời gian ngắn e là triệu tiểu thiên lúc này đã chắn trước mặt thanh nhi rồi nói tiểu sư tỷ tỷ không cần phải miễn cưỡng đâu Tuyết Dực Tinh Nha này, cứ nên giao lại cho ta. Sau đi đó thì bắt đầu bóp bóp cơ bắp của mình và tiến tới. Thanh Nhi liền nói: "Tiểu Thiên, lẽ nào nói ngươi?" Ân Trọng giải thích, hắn nhất định vẫn đang còn nghĩ đến chuyện của Tuyết Dực Tinh Nha. Cái tên ngốc này, Thanh Nhi cũng cạn lời. Triệu Tiểu Thiên từ từ tiến lại, Tuyết Dực Tinh Nha thú cũng dương mắt lên mà nhìn. Bên này, Thanh Nhi tỏ ra lo lắng, "Ân Tiền Bối, Tiểu Thiên muốn cứu lão hổ, công kích nhất định sẽ trở nên sợ đông sợ tây, chúng ta phải đi giúp hắn." Ân Trọng lại nói, "Nhóc con, mặc dù ngươi thiên phú bẩm sinh" nhưng mà sức lực ở ngực vẫn khiếm khuyết hơn so với tiểu thiên một chút thanh nhi nghe xong lời này một ý nghĩ lóe lên sau đó thì tức tối gào mồm lên ân tiền bối đây là có ý gì ân trọng thản nhiên nói ngươi nhìn đi nếu như ngươi đã biết tuyết dực tinh nha thú này là tạo hóa của cửu giang vương nhưng vẫn muốn công kích cơ thể của nó thế không phải tương đương với vẫy kiếm ở trong không khí sao nguồn gốc của nó bọn họ vẫn không để ý tới cũng không công kích đến lúc này thanh nhi mới vỡ lẽ ra rồi nói lẽ nào nói ân trọng trả lời không sai nếu như người là tạo hóa sẽ có thiên cơ hạch có lẽ nhóc tiểu thiên cũng đã chú ý tới đại soái hổ mặc dù khi bị đánh nát thì có thể hồi phục như ban đầu nhưng đều là bắt đầu khôi phục từ cùng một vị trí lẽ nào nổi ở đó là trung tâm của hắn triệu tiểu thiên lúc này thẩm mỹ bị người khác khống chế nhất định sẽ rất đau khổ yên tâm ta sẽ giúp ngươi giải thoát sau đó thì nhanh chóng dùng du long bộ nhanh nhẹn tiến lên ân trọng nhìn thấy hướng di chuyển của triệu tiểu thiên thì cũng giật mình kinh hãi sau đó thì nghĩ thì ra là như vậy ngươi muốn như vậy muốn thế kia thế thì lão phu sẽ giúp ngươi lúc này ân trọng phát động công kính những luồng hoàng quang chiếu vào thân thể của tuyết dực tinh nha thu triệu tiểu thiên thẩm mỹ không có pháp trận và hoa văn đại soái hổ đã bị định rồi ân tiền bối ngươi rốt cuộc là thần thánh của phương nào ân trọng thấy triệu tiểu thiên còn đang ngây ngốc thì lớn tiếng nói tranh thủ thời gian đi nhóc linh lực của lão phu là có giới hạn triệu tiểu thiên lấy thanh kiếm gãy ra rồi nói được ban đầu vì muốn lấy được thanh kiếm mà lãng phí không ít linh lực lần này có lẽ là đến lượt dùng tới ngươi rồi đột nhiên ánh mắt của triệu tiểu thiên trở nên hoảng hốt sau đó bị thanh kiếm hút linh lực mà gào mồm lên chờ đã ta bảo ngươi hút của đại soái hổ không phải hút ta sao vào lúc mấu chốt lại nỗi loạn thế ân trọng nhìn thấy thanh kiếm thì cũng giật mình thầm nghĩ thanh kiếm kia lẽ nào tiểu thiên ngươi đúng là để ta mở mang tầm mắt rồi đấy bên này thanh nhi tỏ ra lo lắng vội vã gọi to tiểu thiên ân trọng nhắc nhở đừng qua đó ngươi bây giờ qua đó chỉ càng giúp càng rắc rối hơn thôi thanh nhi vội hỏi nhưng mà ân tiền bối tiểu thiên là bị cái gì vậy nhìn thấy triệu tiểu thiên cầm thanh kiếm gãy trên tay ân trọng lại nói ta cũng không rõ phúc họa hôm nay phải xem tạo hóa của tiểu thiên rồi chuyển cảnh bên phía của ô nha hắn phát hiện ra động tĩnh thì nghĩ có người đang làm nhiễu loạn linh khí trong lòng đất của vương cung xem ra tử khí đã ngã xuống mặt đất sau đó thì ném cho kha bạch mi thứ gì đó và nói lấy đi đây là thứ ngươi nên có được kha bạch mi nhìn thấy tấm lệnh bài thì hỏi đây là cái gì ô nha giải thích đây à lệnh bài của cửu giang vương quốc trước khi còn sống có nó ngươi có thể không bị ngăn cản trước mặt của thánh thú thủ hộ kha bạch mi mỉm cười rồi nghĩ hơ hơ thì ra là như vậy kho báu của cửu giang vương này chính là của ta bản sơn lúc này hỏi sa hà trưởng lão ngươi có ngửi thấy mùi gì không sa hà trả lời ngươi nói là ngoại trừ máu và sự sợ hãi ra trong không khí dày đặc mùi ngọt sao bên này đệ tử của khất bang đang ôm bụng run rẩy nói izo tên đệ tử của hắc phong phái cũng run rẩy không sử dụng được linh khí được rồi lúc này đám người kiều thần sơn mới nhận ra là độc là kẻ nào hạ độc trong thất đê tiện như vậy chữ huấn hổ quay sang hỏi thái chấm chỉ họ thái kia có phải là ngươi không thái chấm chỉ vội nói chữ trưởng môn ở đây dính độc không phải chỉ có mình ta đâu sau đó nhìn sang bên phía ô nha và kha bạch mi kia chính là lúc này đám người sử tầm long đang run rẩy còn kha bạch mi vẫn bình thường kha đoạn kim run rẩy nói phụ thân tại sao người sử tầm long tỏ ra kinh ngạc kha lão đầu thì ra các ngươi là một phe lẽ nào cái chết của trưởng lão khất bang cũng liên quan đến ngươi sao lúc này ô nha đang tiến ra phía cửa hắn thầm nghĩ đến ngay cả ta cũng bị tính kế rồi loại độc này đối với ta mà nói không đáng để nhắc tới nhưng mà ngươi cũng khó tránh khỏi tham lam rồi đấy nói rồi phóng ra một luồng tử khí về phía kha bạch mi luồng tử khí này đánh tới kha bạch mi què chân đương nhiên là không thể né tránh sau đó, ông ta trợn trừng con mắt lên mà nhìn, thì ra là con trai ông Ta Kha Đoạn Kim đã chắn trước mặt ông ta. Việc này khiến cho cả Ô Nha Lẫn Kha Bạch Mi đều phải bất ngờ. Kha Bạch Minh vội vã hét lên, "Đoạn Kim, Kha Đoạn Kim run rẩy nói, "Phụ thân, đừng sai lại thêm sai nữa." Còn Kha Bạch Mi lại nghĩ, "Vô dĩ để càng ít người biết càng tốt." Không ngờ, "Đại nhân, ta đây cũng là sợ là xong chuyện người hối hận." Ô Nha quay người rời đi rồi nghĩ, không có thời gian vòng vo với họ nữa, cơ thể tay ách thu lại cho ta, sau đó hắn lẩm bẩm, "Đi xuống lòng đất thôi." Bên này đám người của sa hà nói với đồng bọn nhanh sử dụng tiềm sa thổ nạp pháp của tộc chúng ta ngay đi có thể hóa giải được ngay nhã sa lại hỏi sa hà trưởng lão mục đích của người lần này đến chỉ là vì kho báu sao sau đó thì phân tích tình hình một hồi sa hà trưởng lão hỏi lại ý ngươi nói lúc này sa hà trưởng lão thầm than không ổn hỏng rồi tiên đoán không chỉ ứng nghiệm còn đi theo chiều hướng xấu nhất nữa tai họa lớn nhất của cả thành sa vân sắp đến rồi lúc này những tiếng ầm ầm truyền tới lúc này trên trần nhà không ngừng có đất đá rơi xuống đám người trưởng môn đang bàn tán với nhau đây đã là lần thứ 9 mà hôm nay vương cung bị chấn động rồi lẽ nào bên trong đó còn có quái vật khác sao chấn động đến từ dưới lòng đất hơn nữa trong miệng giếng này còn có tiếng hồi âm phía dưới có thể là còn có không gian nữa tên mụn cóc nhân lúc mọi người đang giải độc thì hãy nói những gì mà ngươi biết đi đám người giữ lăng xa hải trở nên trầm mặc lặng lim không nói gì cả bên này triệu tiểu thiên đang vất vả ôm thanh kiếm gãy linh lực không ngừng bị hút đi triệu tiểu thiên ngạc nhiên trừng mắt lên nhìn sau đó lại nghĩ thân kiếm biến dài ra rồi thì ra là ngươi muốn đúc lại thân kiếm cho bản thân bên này tuyết dực tinh nha thú không ngừng có sự biến đổi toàn thân run rẩy sau đó toàn thân phát ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ rồi nó đánh ra một luồng tử khí triệu tiểu thiên vội vàng né tránh hắn vừa chạy vừa nghĩ linh lực của đại soái hổ đến từ trung tâm của nó nhưng lại có một luồng sức mạnh không lành vây xung quanh hắn phải nghĩ cách loại bỏ sức mạnh này mới được nhìn thấy tuyết dực tinh nha thú thở hồng hồng triệu tiểu thiên lại nghĩ hắn mệt rồi cơ hội tốt sau đó thì nhanh chóng phóng vút lên đánh thẳng vào tuyết dực tinh nha thú ân trọng cũng phải giật mình hoảng hốt khi nhìn lưỡi kiếm cắm trên người tuyết dực tinh nha thú lúc này triệu tiểu thiên đã tiến hành tụ khí nhưng có thay đổi là viêm độc bám quanh sau đó triệu tiểu thiên mạnh mẽ phóng ra một đường khói bụi bay mù mịt thanh nhi lo lắng gọi tiểu thiên còn trương lâm tử thì nói tiếng mán ân trọng kinh hãi thẩm nghĩ linh khí của viêm độc là một loại linh khí có thể khống chế ngưng tụ linh khí bình thường là không giả nhưng đại đa số võ giả nghe đến đã sợ tên nhóc đó không chỉ ứng phó tự nhiên còn có thể có sức mạnh lớn như vậy đúng là khó tin thật thẩm phiêu phong ngươi rốt cuộc đã cho đệ tử của ngươi uống thuốc gì vậy đờ mờ đây có còn là võ linh cảnh nữa không linh khí viêm độc tôi luyện ma khí trên người của tuyệt dực tinh nha dần dần bị xóa đi nhưng còn côi thiên cư hạch bị xóa đi chỉ còn lại cơ hội sống sót cuối cùng triệu tiểu thiên lúc này thu hồi viêm độc viêm độc quay lại đây triệu tiểu thiên lại nghĩ đây rốt cuộc là sao đây ta rõ ràng đã phân tán tất cả trung tâm công kích nhưng vẫn là sau đó nhìn tuyết dực tinh nha thú đang bị hút linh khí triệu tiểu thiên nói tiểu soái hổ hắn đang trở nên yếu đi ta sẽ cứu ngươi tuyết dực tinh nha thú nằm trên mặt đất rồi nói vô dụng thôi mệnh số của ta đã tận triệu tiểu thiên nghe xong thì nghĩ đại soái hổ hồi phục linh trí sau đó quay sang nhìn thanh kiếm gãy và nói đủ rồi đừng hấp thu nữa hắn đã không có uy hiếp nữa rồi thấy thanh kiếm run rẩy triệu tiểu thiên lại quát lên ta nói đủ rồi tuyết dực tinh nha thú run rẩy nói không cần vì ta ngươi có phần cơ duyên này có lẽ thật sự có thể có sự nghiệp vĩ đại chờ đợi 300 năm cũng rất xứng đáng bản hổ phải ngủ ở đây rồi ngươi hãy đi đi nói xong từ trong người của tuyết dực tinh nha thú không ngừng có những bạch quang thoát ra triệu tiểu thiên buồn đến run hết cả người thanh nhi phía sau cũng nói lão hổ thối đột nhiên có một vật tỏa ra thanh quang phóng lên trên cao ân trọng lên tiếng kia là thiên cơ hạch của tuyết dực tinh nha thú sau đó thiên cơ hạch xuất hiện trước mặt triệu tiểu thiên rồi một quần sáng màu trắng bùng phát ra ân trọng nhìn thấy thì vuốt cảm suy nghĩ thiên cơ hạch nhận chủ tiểu tử tốt đúng là một phần cơ duyên lớn triệu tiểu thiên quay người nói với ba người phía sau đi thôi tiền bối ân trọng lại hỏi đi làm gì triệu tiểu thiên lúc này mặt đầy sắc khí trên tay còn có lôi điện sệt sệt tỏa ra hắn nói ngắn gọn báo thù rất nhanh đội hình của triệu tiểu thiên đã dẫn nhau ra cửa ân trọng liền hỏi tiểu thiên ngươi là người tịch dương châu sao triệu tiểu thiên xác nhận đúng vậy tiền bối sao vậy ân trọng hỏi tiếp người họ triệu lại đến từ tịch dương châu vậy thì ngươi và người giàu triệu văn ly ở tịch dương châu có quan hệ gì thanh nhi bên này nhanh nhảu trả lời tiểu thiên là cháu trai của hắn ân trọng giật mình kinh hãi cái gì ngươi chính là con trai của triệu kinh đào sao nghe đến cái danh tự này triệu tiểu thiên trở nên bất ngờ sau đó nhanh chóng hỏi tiền bối quen biết với gia phụ của ta sao ân trọng thẩm nghĩ triệu văn ly không nói gì với hắn sao sau đó thì lại làm một ngụm rượu rồi trầm mặc không nói lúc sau ân trọng khẽ liếc nhìn một cái rồi lái sang chuyện khác mấy chuyện này lúc về rồi hãy nói không phải ngươi muốn báo thù sao rồi lại gần giọng nói cửa mở ra rồi lúc này cánh cửa đá to nặng từ từ mở ra trước mắt là một căn phòng lớn trương lâm tử tròn mắt lên mà nhìn sau đó thì toàn thân run rẩy nghĩ đây chính là 300 năm chưa có người nào từng bước vào, kho báu của Cửu Giang Vương, chỉ thấy bên trong vàng chất lên thành núi. Triệu Tiểu Thiên quan sát một lượt, ở đây đa số là vàng và binh khí, không có Cửu Giang Vương, cũng không có công pháp võ học, ở đây thật sự là kho báu của Cửu Giang Vương trong truyền thuyết sao? Lúc này, Ân Trọng liếc mắt sang nhìn đống vàng ở bên cạnh, ông ta cầm một đồng vàng lên rồi nói: "Là tiền tệ của Sa Vân Quốc, hàng giả bao đổi, là ở đây không sai." Triệu Tiểu Thiên thở hắt ra một hơi, còn Ân Trọng thì nghĩ, xem ra Cửu Giang Vương thật sự đã chết rồi tuyết dược tinh nha kia là do ai không chế chứ ân trọng hỏi triệu tiểu thiên này nhóc ngươi thở dài cái gì mục đích chuyến đi lần này của chúng ta không phải chính là vì mấy của cải này sao vì nhiều của cải như vậy cho dù mấy người chúng ta chia đều lấy ra ngoài mười đời tiêu cũng không hết lẽ nào ngươi không thích tiền sao triệu tiểu thiên thở dài tiền mặc dù tốt đáng tiếc cũng chỉ là tiền mà thôi lời này nói ra làm cho ân trọng phải đứng hình nhưng mà triệu tiểu thiên chính là con cháu của phú hộ tiền thì có gì thú vị chứ ân trọng lại chỉ tay vào cái quan tài rồi nói ở đây không phải còn có một cái dương lớn vẫn chưa kiểm tra sao lỡ như là thứ tốt gì thì sao triệu tiểu thiên phản đối không đúng ân tiền bối hình dạng của cái dương đá kia rõ ràng là một cái quan tài bằng đá trước đây con hổ thối kia cũng đã từng nói làm phiền tới giấc ngủ của bệ hạ lẽ nào trong quan tài đá này chính là cửu giang vương sao ân trọng tiến lên trước rồi hỏi này các nhóc các ngươi có biết trong mộ cổ thứ quý giá nhất là gì không nói rồi đặt tay lên nắp quan tài và nói là vật mai táng mấy vật mai táng này được đặt trong quan tài của chủ nhân mộ này nếu như các ngươi đã không có hứng thú với châu báu trước mắt không mở quan tài ra xem thử bên trong có bảo vật gì chứ triệu tiểu thiên và thanh nhi tỏ ra sợ hãi nhưng mà ân tiền bối đồ trên người của người đã chết không lấy được đâu xui xẻo lắm không lẽ trước đây tiền bối đi ngược lại đó chứ ân trọng quay lại nói sợ cái gì lỡ như bên trong là cơ duyên thì sao ngươi cũng không muốn đi một chuyến vô ích đúng không nhưng lúc này đã có những văn tự nổi lên trên nắp quan tài triệu tiểu thiên cùng với thanh nhi đã đến bên cạnh cái quan tài hắn nói nói thì nói vậy thôi nhưng mà bên trên có chữ này Triệu Tiểu Thiên đọc qua một lượt rồi lớn tiếng nói, "Kỳ môn tung địa thuật." Sau đó thì ngây ngốc thẩm nghĩ, "Kỳ lạ, mình không hiểu văn tự phía trên, sao lại tự động chạy vào trong đầu của mình thế này? Đây cũng đâu phải là chuyện tranh, thử xem có tu luyện được không?" Nói xong liền nhập định tu luyện. Thanh Nhi bên này thắc mắc, "Ân tiền bối, lẽ nào phía trên ghi chép độn địa thuật?" Ân trọng giải thích, "Cũng chưa chắc, độn địa thuật chỉ là mượn thổ độn hình kỳ môn tung địa thuật này, là một môn võ kỹ thân pháp thất truyền từ rất lâu rồi, tương truyền tu luyện đến mức độ cao nhất, một ngày nào đó có thể độn hành trong vạn dặm." thanh nhi giật mình kinh hãi nói cái gì độn hành trong vạn dặm mình dùng hết linh khí mượn dùng pháp khí mới có thể đi được nghìn dặm võ kỹ này lại bên này từ trong người của triệu tiểu thiên đã phát ra một đạo bạch quang sau đó mồ hôi trên mặt triệu tiểu thiên vã ra như tắm vẻ mặt hết sức mệt mỏi đột nhiên triệu tiểu thiên mở to đôi mắt ra rồi nhảy một cái lùi lại phía sau thanh nhi vội hỏi tiểu thiên ngươi đã học được rồi sao nhanh như vậy triệu tiểu thiên trả lời thiên địa huyền tông vạn khí bản căn thể hữu kỳ môn tung địa vô hình cũng không khó lắm chỉ là không biết kỳ môn tung địa thuật này lại thần kỳ như vậy thanh nhi nghe xong cũng ngu mẹ nó luôn hỏi lại là sao đúng lúc này những tiếng ầm ầm xuất hiện làm cho cả hai phải giật mình bên này trương lâm tử đã ngã ngửa ra đống vàng và hét lên kinh hãi a -a, a a a a quan tài kìa trên quan tài đã xuất hiện những vết nứt vỡ những tiếng rầm rầm phát ra triệu tiểu thiên thẩm mỹ gió ở đâu ra vậy lúc này có âm thanh âm u từ trong quan tài phát ra hơ 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 ba trăm năm rồi cuối cùng đã có người đến đây rồi thanh nhi thẩm mỹ âm thanh này là trong quan tài âm thanh âm u lại tiếp tục phát ra bái kiến ta sao các con dân của ta cùng với tiếng nói đó là một bàn tay đỏ trồi lên phá vỡ nắp quan tài đá trong quan tài lại phát ra tiếng nói lớn con dân của trẫm rồi nắp chiếc quan tài đã bị vỡ tàn thành từng mảnh cả ba người ân trọng thanh nhi trương lâm tử đều phải há mùng kinh ngạc à. quan tài bị nát rồi kia là sau làn khói bụi dần dần xuất hiện một hình bóng mờ ảo sau đó thì hiện ra một tên nhóc đội mũ bình thiên đây là cửu giang vương triệu tiểu thiên gào mồm lên quả nhiên là ngươi giở trò lại lợi dụng lòng trung thành của đại soái hổ ta tuyệt đối sẽ không tha cho loại người như ngươi nói xong triệu tiểu thiên lao về phía của cửu giang vương nhưng đã xuyên qua người hắn triệu tiểu thiên tỏ ra bất ngờ ủa cái gì thế sau đó ngây ngốc nhìn lại nhưng lại bị bị đập đầu vào cây cột thanh nhi lo lắng gọi to tiểu thiên bên này triệu tiểu thiên đâm vào cây cột khiến cho nó bị lõm vào một cái hố sâu hoắm hắn ho khụ khụ đau quá đầu của hắn lúc này đã sưng lên mấy cục to đùng triệu tiểu thiên ôm đầu nhăn nhó cửu giang vương lúc này tiến lại rồi hỏi vừa nãy ngươi nói cái gì tiểu tinh tinh của trẫm bị sao triệu tiểu thiên ngây ngốc hỏi ngươi là ai thế cửu giang vương cũng ngu mẹ nó luôn hả các ngươi đều đã đến đây rồi lẽ nào không biết ta là ai sao lúc này ân trọng lên tiếng ngươi có lẽ là chủ của vương quốc sa vân cửu giang vương sao cửu giang vương xác nhận chính là quả nhân triệu tiểu thiên nghe xong thì cũng giật mình có nhầm lẫn không vậy cửu giang vương trong truyền thuyết lại là một đứa con nít sao cửu giang vương tức giận gào mùm lên này to gan ngươi còn dùng ngữ khí đó nói với bản vương bản vương sẽ ngũ mã phanh thây ngươi ra đấy trở lại chuyện chính bản vương đã không cảm nhận được tồn tại của tiểu tinh tinh rồi các ngươi trả lời đúng câu hỏi thì được vào đúng không tại sao còn hại hắn triệu tiểu thiên cây cú gào mồm lên ngươi có nhầm lẫn không vậy tuyết dực tinh nha là bị ngươi khống chế chúng ta bất đắc dĩ thất thủ mới đem hắn cửu giang vương nhe răng trợn mắt đáp lại ngươi đánh rắm 300 năm mai ta và tiểu tinh tinh sống dựa vào nhau sao có thể để hắn chết được triệu tiểu thiên nghe xong thì cũng ngu luôn sau đó cửu giang vương khóc lóc hu hu tiểu tinh tinh đáng thương của ta sao ngươi lại bỏ đi như vậy để bản vương tóc trắng tiễn người tóc đen thế này bên này thanh nhi cũng nói hắn thật sự là cửu giang vương sao cảm giác có chút đáng thương nghe xong cửu giang vương lau nước mắt rồi nói phí lời đương nhiên là bản vương rồi ai dám mạo phạm vương thượng sẽ mắc phải tội chết diệt cửu tộc đấy lúc này đột nhiên cửu giang vừa phát hiện ra chuyện gì đó sau khi nhìn thấy thanh nhi lập tức nhìn thanh nhi đám đuối mỹ nhân xin hỏi cô nương tên gì không biết bao nhiêu tuổi rồi bát tự thế nào đã có lang quân như ý chưa thanh nhi hoảng hốt nói ngươi muốn làm cái gì tên yêu ma quỷ quái nhanh rời khỏi đây cửu giang vương ho khan mấy tiếng rồi nói khụ khụ bổn vương quyết định rồi nạp ngươi làm phi tử của hậu cung ta thanh nhi tức giận quát lên quyết định cái đầu cha ngươi ai thèm làm phi tử của một thằng nhãi danh nhà ngươi chứ ngươi đang sống trong mơ sao cửu giang vương kinh hãi nói chưa kịp suy nghĩ đã từ chối rồi lẽ nào ngươi đã có chồng sau đó thì gào mồm lên tiểu tử tốt lại dám cưới nữ nhân mà bổn vương nhìn chúng trước mặc dù trong hậu cung của bản vương không thiếu gái nhưng như vậy ta càng thích triệu tiểu thiên thẩm mỹ Cửu Giang Vương bẩm sinh là con nít, dây trước còn khóc cho đồng đội của mình, dây sau thì mê gái rồi. Bên này, Thanh Nhi nói với Cửu Giang Vương, thật ra là vẫn chưa. Sau đó thì trọt chọt hai ngón tay vào nhau, phía sau, Ân Trọng vẫn ngửa cổ uống rượu, sau đó thì trầm mặc nghĩ ngợi điều gì đó. Tiếp đó lại hỏi, "Này, ngươi nói ngươi là Cửu Giang Vương, nhưng theo như ta được biết, có lẽ 300 năm trước khi Vương Quốc Gia Vân bị mất nước, Cửu Giang Vương không thể chịu nổi sự sỉ nhục, đã tự tử rồi. Bây giờ ngươi rốt cuộc là gì?" Cửu Giang Vương im lặng một hồi, sau đó thì nói, quả thật là bản vương chết rồi bản vương của bây giờ chỉ là một du hồn không có ý thức mà thôi nhưng mà thân là vua của một nước nước mất nhà tan sao bản vương có thể yên nghỉ được cho nên bản vương vẫn luôn đợi một người thanh nhi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi đợi người sao cửu giang vương xác nhận không sai đợi một người có thể giúp bản vương phục quốc để cho sa vân vĩ đại lần nữa bản vương đem tài sản của cả nước giấu ở nơi này và đem võ kỹ mạnh nhất của sa vân quốc khác trên quan tài nếu như có người giúp bản vương phục quốc bản vương đồng ý đem mấy kho báu và võ kỹ này tặng hết cho hắn triệu tiểu thiên nghe xong thì nhớ đến tần thủy hoàng ta tần thủy hoàng thu tiền rồi nghĩ sao nghe cứ như đang lừa đảo giống như ở trên trái đất vậy sau đó thì nói với cửu giang vương nhưng mà võ kỹ ở trên quan tài của ngươi không cẩn thận bị ta học được rồi có lẽ ngươi sẽ không giận đâu nhỉ tên cửu giang vương gào mồm lên cái gì võ kỹ ở trên quan tài bị ngươi học được rồi sao thế không phải ngươi là người sẽ giúp bản vương phục quốc rồi sao sao lại là một tiểu quỷ chứ ta không thể chấp nhận được triệu tiểu thiên tức giận hỏi rốt cuộc ai mới là tiểu quỷ cửu giang vương thở dài rồi nói nhưng mà chuyện đến mức này cũng hết cách rồi chuyện của tiểu tinh tinh ta tạm thời tha thứ cho các ngươi võ kỹ mà ngươi học còn có hai tầng trong quan tài của ta người tranh thủ thời gian đợi học được rồi bản vương sẽ phong ngươi làm đại tướng quân thảo lỗ triệu tiểu thiên lại tiếp tục tu luyện một lúc sau thanh nhi nói với ân trọng ta còn tưởng du long bộ đã là võ kỹ thân pháp mạnh nhất trong thiên hạ rồi không ngờ thiên hạ còn có thứ kỳ diệu hơn nó ân trọng lại nói này cô nhóc ngươi còn không biết nhiều lắm đột nhiên tên cửu giang vương phụt lên một tiếng thanh nhi tức giận hỏi này cửu giang vương ngươi cười cái gì vậy tên cai trả lời không có gì chỉ là nghĩ đến bản vương quay lại nhân gian có chút không chịu được mà cười lên thôi nghe xong thanh nhi liền ngơ ngác cái gì lúc này không ngừng có những văn tự màu đỏ từ trong người của triệu tiểu thiên phát ra ân trọng giật mình hỏng rồi trên quan tài đó không chỉ là võ kỹ cửu giang vương ngươi lúc này thân thể cửu giang vương đã cao lớn hơn hắn cười nham nhở sau đó thì ánh mắt tỏa ra sắc khí trong vô cùng đáng sợ hắn thầm nghĩ sức mạnh quay lại rồi lúc này từ trên người của cửu giang vương không ngừng tỏa ra uy áp bên này sa hà nói với đồng bọn cách trốn trong cát lập tức những luồng hoàng quang bao phủ lấy đám người giữ mộ kha bạch mi nói đừng lãng phí thêm thời gian nữa các ngươi nghĩ giải độc đơn giản như vậy sao Thúc cân những cốt tán này là tâm huyết 60 năm của ta khi người thấy mùi vị độc khí sớm đã đi vào cơ thể rồi người bị trúng khiếu huyệt toàn thân sẽ bị tê bất cứ tu vi nào có làm gì cũng đều là phế nhân chuẩn bị 60 năm này của ta chính là vì hôm nay bên này chữ huấn hổ gào mùng lên kha bạch mi con trai của ngươi đều vì ngươi mà bị thương thành như vậy rồi, ngươi còn không chịu dừng tay. Kha Bạch Mi lại nói, sợ cái gì độc này nhịn một chút không phải là tốt rồi sao? Cái này chỉ khiến các ngươi không thể nhúc nhích được, nhưng tiếp theo, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Kho báu của Cửu Giang Vương cuối cùng vẫn thuộc về Mạc Ưng Bảo bỏ ta. Chữ Huấn Hổ nói với Kiều Thần Sơn, "Kiều huynh, tình hình hôm nay có biến, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể qua được cửa này." Kiều Thuần Sơn cũng tán thành, "Ta cũng đang có ý như vậy." Kha Bạch Mi lúc này từ từ lăn xe tới, sao thế đấu không lại nên muốn liên thủ sao? đáng tiếc cho dù là liên thủ các ngươi cũng yếu như vậy mà thôi nói rồi lấy pháp khí hạ phẩm ưng thủ độc nhẫn ra chữ huấn hổ gào mùng lên họ kha kia ngươi dám động lão tử thử đi phái hắc phong ta tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể kha bạch mi lại khinh bỉ nói ngươi cảm thấy hôm nay chuyện xảy ra ở đây sẽ có người sống sót truyền ra ngoài sao kiều thần sơn lại đưa ra đề nghị kha tông chủ hai phái của ngươi và ta từ trước đến nay đều là kẻ địch nhưng nói cho cùng vẫn là vì kho báu thế thì phi xa bang chúng ta không cần kho báu nữa được chứ chỉ cần ngươi cho bọn ta một con đường sống là được kha bạch mi hai mắt đỏ rực gần giọng nói con đường sống cho các ngươi con đường sống chính là để ta tìm con đường chết rồi rồi cũng sẽ không còn xa hải tứ phái kho báu của cửu giang vương là của một mình ta nói rồi liền phóng con dao đến chỗ hai người kiều thần sơn và chữ huấn hổ khi hai người này đang nhắm mắt chịu trận chờ con dao đâm vào cơ thể của mình thì đột nhiên một tiếng nổ vang trầm phát ra đất đá bay tứ tưng tất cả mọi người đang có mắt ở hiện trường đều tròn mắt ngạc nhiên cái gì thế quỷ thủ một bàn tay khổng lồ đỏ lòm như máy từ dưới đất phá lên hình bóng của triệu tiểu thiên lúc này cũng xuất hiện triệu tiểu thiên lúc này vẻ mặt xám như cho tàn sa hà gào mùm lên run rẩy á à a à kia là nhã xa bên cạnh liền gọi sa hà trưởng lão sa hà lúc này mồ hôi nhẽ nhẹ nói đại sự không hay rồi cửu giang vương bạo quân kia hắn bên này thân hình triệu tiểu thiên trượt dài trên mặt đất hắn dương mắt nai nhìn đám người trước mặt đám người kia cũng chưa mắt ếch nhìn lại triệu tiểu thiên triệu tiểu thiên gãi đầu gãi tai nói à thì các ngươi tiếp tục đi ta chỉ đi ngang qua thôi khi thấy triệu tiểu thiên quay người định bỏ đi kha bạch mi quát lớn đứng lại rồi lại hỏi ngươi đi ra từ trong kho báu của cửu giang vương đúng không triệu tiểu thiên gãi gãi lên má rồi nói nếu như ta nói không ngươi tin không kha bạch mi bắt đầu nổi điên nói hơ hơ to gan lại dám lừa lão phu kho báu của cửu giang vương là của lão phu ngươi là ai còn muốn tranh giành sao muốn tìm cái chết sau đó thì trợn trắng mắt và phóng liên tiếp mấy con dao về phía triệu tiểu thiên triệu tiểu thiên nhanh nhẹn né tránh rồi gào mùng lên này ngươi rốt cuộc có nói lý không vậy cứ làm như vậy thì ta không khách khí nữa đâu kha bạch mi cũng hoảng hồn thầm nghĩ né được rồi tốc độ nhanh thật nhưng mà sử dụng linh khí với cường độ như vậy chỉ khiến ngươi chúng độc nhanh hơn thôi là ta đã thắng nghĩ xong liền điểm ngón tay một cái một con dao đã nhắm cổ triệu tiểu thiên phóng tới triệu tiểu thiên nghiêng đầu ngoạm lấy con dao sau đó thì nổi quạo lên cắn cho con dao nát vỡ thành mảnh vụn kha bạch mi chóng váng gào lên cái gì pháp khí của ta bị bên này triệu tiểu thiên đã nổi điên những luồng hỏa khí bừng bừng phát tiết trên trán triệu tiểu thiên xuất hiện một cái ấn ký hệ hỏa triệu tiểu thiên gần giọng nói chiêu chiêu chí mạng lão gia tử ta hiểu rồi ngươi không phải là người tốt đến lượt ta phản kích rồi kha bạch mi hoảng hốt nói đợi đã đây là không thể nào chúng phải thúc cân nhuyễn cốt tán của ta vẫn không bị ta gây bất lợi ngươi là người đầu tiên đó rõ ràng lão phu mới là người sống sót duy nhất trong 60 năm nay là nhân vật chính đứa con thiên mệnh lần trước hay lần này cũng như vậy tiểu tử ngươi rốt cuộc từ đâu chui ra vậy ta và ngươi tỉ thí sai ở chỗ nào chứ triệu tiểu thiên đột ngột dừng lại rồi hỏi sai cái gì sau đó thì làm động tác co ngón tay lại, chỉ vào trán của Kha Bạch Mi rồi nói, không phải vì, ngươi quá yếu sao, nói rồi búng ngón tay cái bóp một cái, Kha Bạch Minh lật cả mặt, sau đó thì trượt dài về phía sau cả trăm mét với tốc độ bàn thờ, sau đó thì đâm sầm vào một bức tường khiến cho đất đá văng tung tóe. Kiều Thần Sơn và Chữ Huấn Hổ nhìn thấy tí nữa thì rớt cả quay hàm vì kinh sợ, Triệu Tiểu Thiên cảm thán, đúng là náo nhiệt thật lại có nhiều người đến như vậy sao ấn đường của ai cũng có màu đen vậy giống như bị trúng độc vậy chữ huấn hổ gào mồm lên tiểu anh hùng cẩn thận không khí bên trong căn phòng này có độc. Kha lão đầu kia là một cao thủ chế độc. Bây giờ không chỉ có chúng ta, đến ngay cả ngươi cũng bị chúng độc rồi. Triệu Tiểu Thiên nghe xong thì giật mình. Cái gì sao các ngươi không đợi độc phát trên cơ thể của ta rồi nói? Nói xong Triệu Tiểu Thiên xách mấy cái bình đan dược ra rồi nuốt ửng ực. Phải bổ sung linh khí chút đã. Sau đó thì thi triển công pháp, lầm rầm niệm chú gì đó. Một lúc sau, đám người nằm trên mặt đất cũng lấy lại được ý thức. Sau đó thì dụi mắt ngơ ngác hỏi: Ta bị làm sao vậy? Độc của ta được giải rồi. Của ta cũng vậy. Đám người Phi Sa Bang nói với nhau, là vị tiểu anh hùng kia giải độc cho chúng ta, ta nghe hắn nói cái gì mà tiêu giao tâm quyết, linh khí này cũng là của hắn, nhất định là hắn rồi. Triệu Tiểu Thiên liếc mắt nhìn bọn này một cái, sau đó thì cả đám người ở đâu từ từ lại gần, lại gần. Triệu Tiểu Thiên thấy thế cũng nhẹ nhàng lách người ra xa ra xa hơn một chút. Tiếp đó bọn người Phi Sa Bang và Hắc Phong phái gào mồm lên, "Ân công, đừng rời khỏi bọn ta mà, ân công, không có người sao ta sống được." Triệu Tiểu Thiên kinh hãi hỏi, "Tông môn của các ngươi không có cách giải độc của bản thân sao?" sau đó thì cả đám đều ôm lấy chân triệu triều thiên không cho hắn đi triệu tiểu thiên tiếp tục đọc thanh tâm quyết bên này đám người khất bang hỏi sử tầm long đà chủ tiêu giao thanh tâm quyết này đúng là thần kỳ thật không biết nó là công pháp võ kỹ của tông môn nào sử tầm long chống cầm suy nghĩ tiêu giao lẽ nào là tiêu giao môn triệu tiểu thiên bị đám người vây lấy thì tỏ ra hoang mang đau đầu thật sau đó thì chợt nhận ra thứ gì đó ánh mắt trở nên bất ngờ thì ra là một cái trận pháp đã bao bọc lấy triệu tiểu thiên triệu tiểu thiên nhìn thấy bọn này bày trận pháp lên người mình thì nghĩ người giữ lăng xa hải là từ lúc nào đám người của hắc phong phái gào mồm lên nói với đám người giữ lăng này đám trẻ mụn các ngươi muốn làm cái gì dám làm ân công của ta bị thương một cộng lông chúng ta sẽ không tha cho ngươi bên này sa hà trưởng lão đang ra lệnh cho thuộc hạ tất cả nghe lệnh thập bát khốn thần trận triệu tiểu thiên gào mồm lên các vi đại ca đừng nói nữa buông tay ra hãy để ta ra ngoài trước khi pháp trận này thành hình bên này thanh nhi cũng vừa chui ra khỏi cái hố cô ta nhìn ngó xung quanh và gọi tiểu thiên sau đó lại nghĩ xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy tiểu thiên còn tu luyện không biết tại sao linh lực của cửu giang vương đột nhiên tăng mạnh đem theo tiểu thiên từ phía dưới đất đi lên sau khi lên lại không nhìn thấy cửu giang vương đâu lúc này thanh nhi đã nhìn thấy cửu giang vương ngồi trên đầu con sư tử ở cửa cửu giang vương ngồi trên đó xem kịch rồi cười nham nhở tên phi sa bang gào mồm lên này người giữ lăng sa hải chủ tử của các ngươi đến rồi còn không nhanh thả ân công ra bản sơn hỏi chủ tử sau đó thì kinh hãi nhìn lên thầm nghĩ là hoàng bào lẽ nào là hắn nhã sa tức giận lớn tiếng nói xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kia triệu tiểu thiên lúc này vẫn không biết là ai rồi hỏi ngươi là đột nhiên nhã xa tiến đến và xách cổ áo của triệu tiểu thiên lên sau đó thì gào mồm lên hỏi có phải ngươi đã học được võ kỹ trên quan tài hay không học được tầng thứ mấy rồi triệu tiểu thiên lắp bắp nói học ba tầng rồi sao vậy nghe đến đây nhã xa cũng kinh ngạc học ba tầng rồi sao triệu tiểu thiên lại nghĩ sao âm thanh của người này nghe quen tại quá vậy nhã xa gào mồm lên cái quan tài này là tiên tổ ta làm để chấn áp vong hồn của cửu giang vương Võ kỹ trên đó đều là phong ấn linh hồn của hắn, đám người Phi Sa bang lại hỏi, phong ấn đó không phải là võ kỹ mạnh nhất của Sa Vân quốc sao? Người giữ Lăng Sa Hải vẫn luôn giữ kho báu của nơi này, không phải là để dùng cho ngày phục quốc sao? Sao còn phong ấn chủ tử của các ngươi? Lúc này, Sa Hà trưởng lão chậm rãi bước đến rồi giải thích, chúng ta không phải vì phục quốc, chúng ta không để các ngươi lại gần đây, là vì ngăn chặn ác linh nhiều lần đem bóng tối che phủ nơi này. Cửu Giang Vương, hắn chính là một bạo quân, chính là hắn đã tàn hại vô số con dân của Sa Vân quốc, đến lúc này triệu tiểu thiên mới giật mình kinh hãi cửu giang vương là bạo quân sao sau đó thì một ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên cháy lên trên tay hắn lúc này cửu giang vương đang ngồi vất vẻo bên trên cảm thán đây là mùi vị người sống mà 300 năm nay ta nghĩ đến nghĩ lui khi tỉnh lại thì chuẩn bị tiết mục văn nghệ thôi đúng là khiến người khác thấy rất vui hơ 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 triệu tiểu thiên tức giận vui cái đầu nhà ngươi ngươi lại dám lừa ta sau đó thì gườm gườm nhìn cửu giang vương đám người có mặt ở hiện trường trở nên kinh hãi đồng thanh hét lên là từ lúc nào bên này cửu giang vương cũng kinh hãi không kém hắn gào lên kỳ môn tung địa thuật ngươi đã biết dùng rồi sao cùng lúc đó bên ngoài trời sấm sét đùng đùng bên này đám người ngoại môn của tư giao môn nói với nhau trưởng lão đã trôi qua một ngày một đêm rồi tại sao lại không thấy người từ trong đó đi ra trưởng lão trả lời thành xa vân vương nguy hiểm như thế nào người có thể quay về từ trăm năm trước ít lại càng ít hơn lần này e là đột nhiên tử nhân phát hiện ra tiếng động rồi nghĩ là âm thanh gì vậy bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới thì ra là đám đồng bọn của ô nha đang cưỡi sói đi tới tư mã không chúc tròn mắt ngạc nhiên thẩm mỹ tình huống gì đây những thứ này là bên này đám người trường dạ thương lang đã ùn ùn kéo tới bên này triệu tiểu thiên đang bón hành ngập mùng cho cửu giang vương một đấm vỡ mùng con chó sồm cửu giang vương bị đấm một phát thì tím mắt bầm môi răng môi lẫn lộn đám người bên dưới chóng váng hoảng hồn gào lên đánh tiếp rồi ân công đánh vào mặt của cửu giang vương cửu giang vương méo mồm nói ngươi dám đánh quả nhân chán sống rồi sao nói xong lại bị nện một gối vào mặt lõng cả mặt vào, sau đó thì Cửu Giang Vương bị chấn bay ra ngoài. Đám người nhìn thấy thì thầm nghĩ, gia hỏa này không phải chỉ mới là võ linh cảnh thôi sao, sao lại có linh lực lớn như vậy? Lại đem thực lực bán bộ võ vương mình ép xuống một bậc. Cửu Giang Vương chưa hết bàng hoàng thì Triệu Tiểu Thiên đã kết hai tay lại với nhau lao tới, hắn hoàng hồn nhìn lại nghĩ, lại đến nữa, sau đó thì đập mạnh xuống như búa tấn búa tạ, đập vào người Cửu Giang Vương khiến hắn lao xuống. Đám người bên dưới đất lại gào mồm lên, hắn lại đánh tiếp rồi. Triệu Tiểu Thiên gào mồm lên, Cửu Giang Vương ta tin tưởng ngươi như vậy ngươi lại dám lừa ta những người áo sắt kia nói là sự thật ngươi là bạo quân còn tàn hại không ít người ngươi mà cũng xem là vua của một nước sao cửu giang vương tức giận nói nước của bản vương đã chết rồi một thằng nhãi danh như ngươi bớt chỉ điểm ta lại dừng lại cho bản vương nói rồi giải phóng linh lực ra ngoài triệu tiểu thiên nhìn thấy một bàn tay to đùng tóm lấy mình thì nghĩ đây là đám người giữ lăng cũng kinh hãi sau đó thì vô số bàn tay chụp vào tất cả người ở đây tất cả đều gào mồm lên cửu giang vương người làm cái gì vậy thả chúng ta ra Cửu Giang Vương nhếch mép cười, "Thả các ngươi sao? Thả các ngươi bản vương lấy máu của ai xây dựng lại vương triều của Sa Vân quốc?" Bên này, Thanh Nhi lên tiếng gọi, "Tiểu Thiên?" Triệu Tiểu Thiên lại hỏi, "Thanh Nhi, ân tiền bối và Trương Ma từ đâu?" Thanh Nhi nói với Triệu Tiểu Thiên, "Ngươi nghe ta nói bon họ đang." Triệu Tiểu Thiên thầm nghĩ, "Cái gì?" Sau đó nhìn sang bên chỗ Cửu Giang Vương và nghĩ, "Linh mạch, bên này, Cửu Giang Vương đang nhìn chằm chằm vào đám người giữ lăng Sa Hải rồi hỏi, "Các ngươi chính là đám hậu nhân của gian thần lúc đầu đúng không?" Sa Hà trưởng lão xác nhận, "Không sai, ban đầu phong ấn ngươi ở nơi này." chính là tổ tiên của chúng ta cửu giang vương hử lên một tiếng rồi hỏi phong ấn bản vương chính là tổ tiên của các ngươi sao các người cho rằng mấy tên nghịch thần có thể nhốt được bản vương sao đem bản vương phong ấn ở nơi này không phải người khác chính là bản thân bản vương nghe xong câu này sa hà trưởng lão cũng run bắn hết cả người rồi hỏi cái gì sao có thể chứ cửu giang vương lại nói các ngươi không chấp nhận cũng hết cách đây chính là sự thật triệu tiểu thiên nói ra suy nghĩ của mình vì thế ngươi mượn cơ hội giả chết để chờ sống lại sao không sai ngươi rất thông minh triệu tiểu thiên không phải ngươi muốn biết những chuyện mà bản vương đã làm ư ta lập tức sẽ cho ngươi biết ngay nhưng mà trước đó thân là ái phi của bản vương đương nhiên phải biết sớm hơn rồi nói rồi liền vung tay về phía thanh nhi thanh nhi đột nhiên mở to đôi mắt sau đó thì hét lên đau đớn triệu tiểu thiên tức giận gào mồm lên thanh nhi cửu giang vương cười toe toét đúng vậy chính là biểu cảm này ngươi có thể cùng bản vương cảm nhận rồi ngươi chính là phi tử thật sự của bản vương triệu tiểu thiên quát lên dừng tay cửu giang vương trừng mắt lên rồi nói này bản vương vẫn đang có hứng gọi dừng tay có phải hơi nhưng chưa nói hết câu đã thấy triệu tiểu thiên bừng bừng lửa giận đứng ở bên cạnh ta nói dừng tay ngươi dám động tay thử xem cửu giang vương hoảng hốt hỏi ngươi là ai bên này kha bạch mi vẫn còn dính vào trên tường chỗ hắn nằm đã nứt ra một cái hố sâu hoắm toàn thân kha bạch mi run rẩy run rẩy sau đó nhìn thấy cửu giang vương bị bón hành ngập mùm lại nghĩ tiểu tử này lẽ nào còn thủ hạ lưu tình với mình sao bên này cửu giang vương đã ăn hành nhiều đến mức ói ra cả si sau đó thì đập mạnh vào tường x hai sát thương tiếp tục phun si ra ngoài cửu giang vương mếu máo nói triệu tiểu thiên bản vương không cần vương phi nữa là được rồi chứ gì ngươi làm đại tướng quân của bản vương chúng ta cũng nhau phục hưng vương thất xa vân bên này triệu tiểu thiên vẫn vung tay lên cửu giang vương kinh hãi nghĩ hắn căn bản không nghe sau đó triệu tiểu thiên đã đấm cho cửu giang vương một phát cắm đầu xuống đất lập tức mặt đất đã bị nứt vỡ rồi phát ra những tiếng nổ ầm ầm cửu giang vương lóc ngóp bò dậy rồi nghĩ chạy mình phải chạy ngay rõ ràng kỳ môn tung địa thuật là mình dạy cho hắn tại sao có thể thoát khỏi được khống chế chứ triệu tiểu thiên ngươi rốt cuộc là cái gì trong đầu của cửu giang vương lúc này chỉ có một câu nói tại sao lại trở thành kẻ địch với hắn bên này đám người hắc phong phái đang tỏ vẻ ngạc nhiên nói ân công đang làm đau cửu giang vương bên này đám người của khất bang đang run rẩy nhìn nhau một tên đệ tử hỏi đà chủ sử tầm long run rẩy thầm nghĩ trương ma tử ngươi đã chọc đến nhiều người không nên chọc đến như vậy rồi sao uổng công bổn đà chủ còn muốn báo thủ cho ngươi gặp phải đối thủ như vậy thì lo mà chạy đi các ngươi chết cũng không oan uổng trong nhận thức của sử tầm long trương ma tử và những người khác chết trong tay của cao thủ tiêu giao môn lúc này mộ thất dưới lòng đất ô nha một mình bước xuống đây hắn ngửa cổ nhìn lên thầm nghĩ cửu giang vương đã sống lại rồi sao giống như kế hoạch làm loạn đi giữ chân những người kia tranh thủ thêm nhiều thời gian cho ta sau đó ô nha quay lại nhìn chiếc quan tài đá tiếp đó tiến đến rồi nói sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành rồi nói rồi thi triển chiêu thứ tư của tay ách hóa hình ma ách thạch quan tài lập tức sáng lên sau đó thì thu vào quan tài về trên tay lúc này bên dưới chiếc quan tài hiện ra một cái thông đạo ô nha bước xuống cầu thang sau đó hắn nói tìm thấy rồi đột nhiên ân trọng đứng sau hắn rồi nói cuối cùng thì ngươi đã chịu xuất hiện rồi thằng nhãi danh vậy phía sau là bồi dưỡng ma môn sao các ngươi đã âm mưu được bao lâu rồi ô nha nghe xong thì tuết miệng ra cười nham nhở hắn nói một khổ hành giả của vương quốc trục long như ngươi sao lại chạy đến xa vân quốc rồi cái này có được xem là vượt quyền rồi không ân trọng trả lời sa vân quốc sớm đã bị diệt vong bây giờ ở đây là trong trục long quốc rồi ngược lại là ngươi dùng ma khí khống chế vong quốc quân của Sa Vân quốc làm gì? Nói xong lại làm một ngụm rượu, Ô Nha lại nhe răng ra cười nham nhở nói, cái này ngươi không cần phải biết. Thế nhưng Ân Trọng lại nghiêm giọng nói, ta nhất định phải biết. Ô Nha im lặng một chút rồi nói, nếu đã như vậy, thế thì chúng ta hãy tỉ thí, xem thử khổ hành giả 300 năm vẫn chưa chết mạnh hơn, hay là bị các ngươi ngày đêm truy sát thắng đây, nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói với ngươi. Lúc này, Ô Nha đã tiếp cận Ân Trọng rồi đánh ra, một vết máu xuất hiện trên má của Ân Trọng. Ô Nha giơ thanh kiếm dán đầy bùa chú lên rồi chế giễu, quá chậm thực lực của khổ hành giả chỉ có như vậy sao sau đó thì thi triển tai ách dáng lâm lục trùng hai đao bị nguyền rủa lúc này hai người ô nha và ân trọng bốn mắt nhìn nhau đắm đuối con cá chuối sau đó ân trọng thở hắt ra một cái rồi nói đúng là xem thường ngươi rồi thẳng nhẽ danh dựa vào thực lực của ngươi muốn vào thần điện của các ngươi có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay nói xong lại làm một ngụm rượu lúc này ô nha cũng nhận ra điều gì đó trước mặt hắn vết thương của ân trọng từ từ biến mất bùa chú bị xong nhẫn gieo xuống biến mất rồi sao ân trọng nhếch mép cười rượu cũng xem như uống đủ rồi vậy thì tiếp theo nói xong cái áo của ân trọng cũng bị xé rách để cơ bắp cuồn cuộn hiện ra ô nha nhanh chóng lùi ra xa ân trọng bừng bừng lửa giận rồi nói để trường dạ của các ngươi nói cho rõ đi nói năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi đang còn âm mưu cái gì ô nha kinh hãi thầm nghĩ xảy ra chuyện gì vậy khi tức thay đổi rồi bên này trương lâm tử nhìn thấy cảnh này thì toàn thân run rẩy sau đó cảnh tượng cũ hiện lên ta nhớ ra rồi lúc đó chính là tiền bối dùng chiêu này ân trọng vung thanh đại kiếm của mình lên chuẩn bị bổ về phía ô nha Ô Nha vung tay lên chống đỡ nhưng lập tức bị choáng váng, hắn ta sám hết cả mặt thầm mỹ, sức lực lớn thật, ân trọng hất tay một cái, lập tức Ô Nha bị đánh văng ra đằng sau. Ô Nha hai tay cầm hai kiếm nhưng vẫn bị chấn cho ộc cả si ra ngoài. Ô Nha gào mồm lên, lão nghiện rượu, kế hoạch này sớm đã bắt đầu từ 300 năm trước rồi, ngươi của bây giờ còn muốn ngăn chặn sao? Ma môn, sắp mở ra. Lúc này trên cánh cửa không ngừng có những đạo xích lôi phát ra, nhìn vào những con mắt đỏ gớm ghiếc xuất hiện, Ô Nha lại quảng cáo, đến lúc đó những mà vật kia sẽ xuất hiện lại trên đại lục này không có cường giả nhân loại là đối thủ của họ các ngươi đã không còn lựa chọn rồi gia nhập trường dạ đi để bốn vị đại nhân kia ban tên cho ngươi đảm bảo ngươi sống sót trong tai họa lớn ân trọng cáu tiết nói thằng nhãi chơi với lửa có ngày chết cháy đấy lão phu không thêm cho ngươi gia nhập các ngươi chỉ cần giống như quân cờ của cửu giang vương thôi đợi lợi dụng xong rồi ai còn quan tâm chứ nói rồi ấn luôn đầu của ô nha xuống nền nhà đất đá lập tức văng tung tóe bên này cửu giang vương cũng đã ăn no hành nơi hắn nằm đã nứt ra thành một cái hố sâu hoắm cửu giang vương lúc này mặt tái như đít nhái quá khứ của hắn lại hiện ra cửu giang vương là bạo quân hắn tu luyện võ kỹ trường sinh bất lão gây họa cho con dân của mình cửu giang vương không có con cháu nối dõi vậy võ kỹ của hắn là từ đâu ra sa vân quốc không có võ kỹ như vậy đâu cửu giang vương lồng cồm bò dậy rồi nghĩ bản vương không phải là bạo quân tất cả những gì bản vương làm đều là đang giải cứu sa vân chuyển cảnh vương triều của 300 năm trước đây lúc này có người cấp báo bệ hạ quân địch đã đến dưới thành rồi e là chưa đến ba ngày bọn chúng sẽ chiếm được vương đô cửu giang vương hỏi thái giám các đại thần khác đâu rồi truyền bọn họ đến gặp quả nhân thái giám trả lời a à, bọn họ cửu giang vương lúc đó ngây ngốc quay lại nhìn chỉ thấy khói lửa chiến tranh đã bao phủ toàn bộ kinh thành tuyết dực tinh nha thú nói bệ hạ ngươi đã thành quả nhân thật sự rồi cửu giang vương lại hỏi tiểu tinh tinh bây giờ không phải là lúc nói đùa ngươi cảm thấy sa vân quốc còn có thể cứu được không tuyết dực tinh nha thú lắc đầu cửu giang vương liền nói quả nhiên thở dài đúng lúc này có một bóng đen xuất hiện nói bệ hạ đừng gấp theo như thần thấy mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển cửu giang vương lại hỏi quốc sư sao tên này chính là trường dạ ô nha đời thứ ba cửu giang vương tức tốc hỏi ngươi nhanh nói đi còn có cách gì ô nha đời thứ ba trả lời bệ hạ nghe thần nói sau đó thì nói một thôi một hồi cửu giang vương lúc này cũng tỏ ra bất ngờ cái gì cứu binh sao ô nha đời thứ ba lên tiếng không sai theo như thần được biết ở đầu phía nam của sa vân còn có một quân đội của nước ta chỉ cần bệ hạ đưa lệnh bài cho thần để đổi lấy sự tín nhiệm của bọn họ ba ngày sau thần sẽ đem cứu binh quay lại cửu giang vương lập tức đưa lệnh bài cho ô nha rồi nói thế còn đợi gì nữa ái khanh nếu như đã có cách cứu nước nhất định là sẽ lập được công lớn lập tức khởi hành ngay ô nha tuân lệnh rời đi rõ bệ hạ nhưng sau khi ô nha rời đi thay đổi vẫn chưa xuất hiện ba ngày tiếp theo quân địch đã đến quân địch đông đúc kéo đến tấn công vào vương đô sa vân trong thành ngoại trừ cửu giang vương và tùy tùng của hắn ra thì không còn ai khác đêm đó cửu giang vương ở trong cung dùng võ kỹ mà quốc sư để lại một chút tàn hồn cuối cùng đợi tương lai phục quốc mà sự hủy diệt của sa vân phải có người gánh vác một vua đã làm mất nước đã trở thành bạo quân cùng bạo nhất trong lịch sử ở sa vân lúc này đám người bị tóm đang kinh hãi hét lên cảm giác cửu giang vương thay đổi rồi là ma khí cửu giang vương nhập ma rồi bên này triệu tiểu thiên đang nhìn cửu giang vương bộc phát linh lực ở dưới đất trên người triệu tiểu thiên viêm độc vẫn đang bùng cháy hừng hực chuyển cảnh phía trên vách núi tử nhân đang nói với hai người trưởng lão nhìn bên kia đi nói rồi trước mặt ba người của tư giao môn khói bụi mù mịt bốc lên là gió cắt sao tư mã không chúc vỗ tay cái bếp rồi nói ta nhớ ra rồi gió bão xa hải 60 năm một lần đồng thời đem thành xa vân về mặt đất cũng chỉ có thể duy trì một ngày một ngày sau gió cát sẽ bị chôn vùi lại ở đây tử nhân nghe xong thì sợ tụt quần hỏi cái gì vậy không phải chúng ta tư mã không chúc lại trấn an đừng hoang mang địa thế ở chỗ của chúng ta cao cho dù bị chôn vùi cũng không bị ảnh hưởng đến đây dương bách tính đột nhiên nói thế thì lạ rồi nếu như gió cát thổi đến những người phía dưới tại sao còn đứng dưới hẻm núi chẳng lẽ họ không có chuẩn bị trước tư mã không chúc tròn mắt lên nói không hoàn toàn ngược lại bọn họ chính là biết trận gió cát này sẽ đến cho nên mới cố ý chọn vào lúc này chặn ở đây là muốn chặn người ở bên trong ra ngoài tử nhân lại phát biểu trưởng lão chúng ta có phải đã bị trưởng môn lừa rồi đúng không nói là chúng ta đi mạc bắc đem lưu hút mất tích quay về nhưng sao cảm giác đã bị cuốn vào trong trận chiến của mạc bắc vậy tư mã không chúc hốt hoảng nói không không được nói lung tung sao ngươi có thể nghi ngờ quyết định của trưởng môn được ông ấy nhất định có sự sắp xếp của mình lúc này tiểu đội ăn hôi cũng đang lò dò tiến vào thành là bọn họ không thành công rút lui khỏi đây sao tư mã không trúc này thầm nghĩ phiền phức rồi chuyển cảnh bầu trời đêm tại tiêu giao môn thẩm phiêu phong đang nhìn trời rông bão chủ phong của tiêu giao môn thẩm phiêu phong chu cảnh trạch và cổ viên đang đứng trên mỏm núi chu cảnh trạch lên tiếng trưởng môn trận chiến mạc bắc càng diễn ra càng ác liệt tại sao lần này ngươi phái không trúc trưởng lão đi thẩm phiêu phong giải thích ta đương nhiên là biết nguy hiểm ở mạc bắc quan hệ phức tạp tạo thành sự chắc trở trong năm nay Mọi người cũng buông xuôi, không ai có thể hiểu được, nhưng các ngươi đừng quên rằng, mâu thuẫn của tư giao môn cũng không ít, hàng vạn đệ tử cộng thêm ân oán của trăm trưởng lão đều đang điều tiết, muốn giải quyết chuyện này triệt để nhất định phải là Tư Mã Không Trúc. Bên này, đám người Tư Mã Không Trúc đã bắt đầu có hành động. Thẩm Phiêu Phong lại nói: "Cổ Nguyên, lưu hút có lẽ là gian tế cuối cùng mà ngươi cha được trong môn." Cổ Viễn xác nhận: "Đúng, trưởng môn muốn xử trí hắn như thế nào?" Thẩm Phiêu Phong lại nói: "Trước tiên không xử lý." Lời này làm cho Cổ Viễn phải giật mình hả lên một tiếng. Thẩm Phiêu Phong nói tiếp: giữ hắn lại vẫn có tác dụng đừng bước dây động rừng cổ viễn nghe xong thì cung kính vâng lời vâng lúc này chu cảnh trạch thấp giọng hỏi cổ viễn trưởng môn muốn làm cái gì cổ viễn trả lời không biết lúc này đột nhiên khương lam đi đến và nói trưởng môn sư huynh đại sự không hay rồi thấy sư muội thở hồng hộc thẩm phiêu phong lại hỏi sư muội có chuyện gì mà căng thẳng như vậy khương lam trả lời không lâu trước đây ta nhờ đệ tử ra ngoài lịch luyện nghe ngóng tin tức của tiểu thiên và thanh nhi kết quả các người có biết là bọn họ đã đi đâu hay không thẩm phiêu phong tỏ ra nghi ngờ thì khương lam lại nói đó chính là mạc bắc lời này nói ra khiến cho cổ viễn và chu cảnh chạy phải gào mùm lên cái gì thẩm phiêu phong trở nên kinh hãi hết lên hỏng rồi không lẽ bọn chúng đi lê kho báu của cửu giang vương rồi sao cổ viễn hỏi lại kho báu của cửu giang vương à sau đó thì cổ viễn gào mùm lên cho cả tông môn nghe thẩm phiêu phong có phải là do ngươi cho bọn chúng đi đúng không nếu như thanh nhi xảy ra chuyện gì lão phu dẹp luôn chủ phong của ngươi đấy thẩm phiêu phong gào mùm lên ngươi dám cháu của ngươi đem đồ đệ của ta đi trốn ta vẫn chưa tìm ngươi gây rắc rối ngươi lại trách tội ta rồi sao tưởng trưởng môn ta chỉ để trang trí ư cổ viễn cũng không chịu thua ngươi bớt ỷ thế ức hiếp người khác đi lão phu nói được là làm được thẩm phiêu phong tiếp tục combat, đúng là vô pháp vô thiên việc này làm cho hai người khương lam và chu cảnh trạch cũng chỉ biết cầm nín trên nóc nhà con mèo đang ngáp ngủ lại là một ngày hòa bình chuyển cảnh bên này bão cát đang ùn ùn kéo tới bên trong lăng mộ mấy tên của hắc phong phái đang tròn mắt lên mà nhìn chúng nó nhìn thấy triệu tiểu thiên đang đúng nhau với cửu giang vương đó không phải là dòng lửa mà chúng ta nhìn thấy trước khi vào đây sao? Hai bên lao vào đúm đá nhau túi bụi, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Triệu Tiểu Thiên tức nghiến răng nói, chính là khí tức này, khi đó đại soái hổ mất đi lý trí, chính là khí tức này khống chế đại soái hổ phía sau cửa. Triệu Tiểu Thiên tức giận quát lớn, oan có đầu nợ có chủ, vì phương nguyện của bản thân, đến ngay cả thân tín của bản thân cũng không bỏ qua, ngươi còn xứng làm quốc quân của Sa Vân nữa không? Triệu Tiểu Thiên tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bị Cửu Giang Vương tống cho một quyền bay xa trăm mét, sau đó triệu tiểu thiên đâm thẳng vào tường khói bụi mù mịt hắn bò dậy rồi nghĩ xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy cửu giang vương hắn bên này cửu giang vương đang đứng trên không rồi nhìn ngược nhìn suối tiếp đó hắn phát hiện ra một cái lỗ to đùng trên sàn nhà tiếp theo thì phóng vút xuống đó triệu tiểu thiên gào mồm lên quát đừng chạy triệu tiểu thiên đuổi theo rồi nghĩ kỳ lạ phía dưới không phải là mộ thất của hắn ư sao lại chạy về rồi bên dưới chỗ ân trọng đang đứng đột nhiên có đất đá rơi xuống ân trọng ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên đúng lúc này những tảng đá to rơi xuống trước mặt ô nha nghe rầm rầm liên tiếp ô nha cũng bàng hoàng ngơ ngác nhìn sau đó thì hỏi cửu giang vương ngươi đang làm cái gì vậy sao lại bị thương thành như vậy rồi cửu giang vương gào mồm lên đi đi mở ma môn với ta sau đó cả hai đứa nó chạy cùng nhau lúc này triệu tiểu thiên cũng đã hạ xuống đất gọi ân tiền bối ân trọng liền nói nhanh đuổi theo tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được như mong muốn nói rồi lao xuống cầu thang chuyển cảnh cuộc rượt đuổi trong thông đạo bắt đầu chỉ thấy những đạo hoàng quang và thanh quang lóe lên ô nha cầm song kiếm thủ thế đứng trên mặt nước ân trọng tức tốc tránh né những đường kiếm khí mà ô nha chém ra sau đó đến lượt ân trọng phản công hai người đánh qua đánh lại bên này cửu giang vương dùng bàn tay khổng lồ chuẩn bị âu yếm triệu tiểu thiên triệu tiểu thiên ngả người ra sau tránh né ma chảo của cửu giang vương nhìn thấy sơ hở triệu tiểu thiên thầm nghĩ có chỗ hở rồi nghĩ xong liền tóm lấy tay của cửu giang vương rồi nhanh chóng vung tay ném thẳng cửu giang vương xuống dòng nước bên này ô nha và ân trọng cũng đang thủ thế nhìn nhau ô nha gào mồm lên thác bạt kiếm u đây là tên thật của cửu giang vương ngươi đang làm cái gì đó Triệu Tiểu Thiên lắc lắc bàn tay rồi nghĩ, quả nhiên, hắn sau khi ma hóa, thần trí đã không cao nữa, đến ngay cả kỳ môn tung địa thuật đều không dùng. Lúc này, Cửu Giang Vương đã ngoi lên mặt nước, hai mắt hắn đỏ quạch, sau đó thì vội vã quay người lại, Ân Trọng cũng nhìn thấy, tiếp theo ông ta gào mồm lên, "Không hay, Cửu Giang Vương hình như biết được vị trí của Ma Môn, nhanh đuổi theo." Ô Nha lúc này lên tiếng, "Không có sự cho phép của ta, ta xem các ngươi ai dám đi." Ngay lập tức, luồng từ khí phía sau Ô Nha bùng phát, hắn lại còn dùng tốc độ bàn thờ lao đến. Triệu Tiểu Thiên thắc mắc, đây là những thứ gì ân trọng lập tức nhắc nhở đừng hút những khí thể này tiểu thiên ngươi cứ đi trước ta đến giữ chân hắn triệu tiểu thiên lập tức hét lên ân tiền bối bên này ân trọng chuẩn bị đối đầu với ô nha và bóng ma phía sau triệu tiểu thiên thẩm mỹ ta hiểu rồi cửu giang vương giữa chúng ta cũng nên kết thúc đi nghĩ rồi phóng thẳng đi theo cửu giang vương bên này ô nha tỏ ra ngạc nhiên hửm nghe nói trong rượu của tên nghiện rượu ngươi có máu của thánh diện kỳ lân xem ra là sự thật rồi ân trọng lúc này toàn thân bừng bừng lửa giận câm mồm bên này triệu tiểu thiên vẫn đang di chuyển men theo dòng nước hắn nhìn trái ngó phải một hồi sau đó nhìn thấy một cái bệ đá trên đó không ngừng có hắc khí tỏa ra triệu tiểu thiên lại nghĩ chính là ở đây sao không nhìn thấy ma môn thành hình lẽ nào là ô nha nói khoác triệu tiểu thiên đang yên lặng quan sát thì nhận ra điều gì đó lúc này từ dưới nước đột nhiên có một cột nước phóng lên chỗ triệu tiểu thiên triệu tiểu thiên lúc này vẫn chưa quay lại sau đó hắn trừng mắt và quay ngoắt lại nhìn cột nước đang đánh tới tiếp theo lại chuẩn xác đấm vào mùng cửu giang vương một cái sau đó thì hét lên cửu giang vương đừng hòng đánh lén ta nói rồi xuất động thanh kiếm gãy ra chém ra một đường trúng ngực cửu giang vương rồi gào lên vương triều của ngươi đã kết thúc rồi quay về thế giới gốc của ngươi cho ta cửu giang vương lúc này rơi vào trầm mặc sau đó máu đen từ trên ngực hắn không ngừng tuôn ra cửu giang vương thẩm mỹ sự nghiệp lớn của bản vương đột nhiên có những âm thanh kỳ quái phát ra ân trọng quay đầu lại và hỏi âm thanh này là ô nha thích chí cười lên ha 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 khổ hành giả ngươi vẫn đến trễ một bước rồi tế luyện của ma môn đã hoàn thành bây giờ cho dù là ai đều không ngăn được ta ha 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 Triệu Tiểu Thiên nhìn thấy cái của nợ trước mặt thì gào mồm lên, đây là cái gì? Nghe xong, Ân Trọng trực tiếp phi đến chỗ Triệu Tiểu Thiên mà bỏ qua luôn Ô Nha đang đứng, sau đó thì run rẩy nói, toang rồi, tất cả đều toang thật rồi. Cơ mà trước mắt Ân Trọng là Triệu Tiểu Thiên đang ngồi tĩnh tọa, Ô Nha thầm nghĩ, nhanh như vậy đã bị ma khí của ma môn truyền nhiễm rồi sao? Triệu Tiểu Thiên, ngươi cũng nên kết thúc ở đây đi. Đột nhiên, hắn ngây ngốc nhận ra, có gì đó sai sai, tiểu tử kia không lẽ là đang hấp thụ ma khí sao? Bên này Triệu Tiểu Thiên đang thi triển công pháp tiêu giao quyết, Triệu Tiểu Thiên lầm nhầm một vạn linh ba, một vạn linh tư, một vạn linh năm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy nếu như các bạn thích xem tập tiếp theo thì hãy để lại một bình luận nha. Khi tập mới phát sóng thì mình sẽ trả lời comment của từng bạn để thông báo là đã có tập mới. Và đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye!